Kính chào quý khán giả đến với chương trình Việt Bao La do Đài Radio Sài Gòn TV thực hiện. Đến với Việt Bao La để đón xem những câu chuyện thật thú vị và hấp dẫn của đồng hương gốc Việt trong mọi lĩnh vực, từ làm vườn, làm nông đến chăn nuôi, đánh bắt, từ làm neo mở chợ đến kinh doanh sản xuất, cùng gặp gỡ những người lao động chân tay đến lao động trí óc, từ những người bình dân đến những nhà tỷ phú. Tuy nhiên, dù ở bất cứ lĩnh vực nào, ngành nghề nào, họ cũng đều là những người đã biết vượt lên những khó khăn, nghịch cảnh để góp phần vào việc hình thành nên lối sống văn hóa đa dạng tại quốc gia này. Chương trình Việt Bao La được phát sóng trên kênh Lido Sài Gòn TV 56.10, Lido Sài Gòn TV.com, YouTube và Facebook chính thức của Lido Sài Gòn TV. Florida là một trong 5 tiểu bang áp dụng mức thuế thấp nhất nước Mỹ. Người dân Florida cũng không phải đóng thuế thu nhập tiểu bang. Bên cạnh đó, khí hậu ôn hòa, dịch vụ y tế hàng đầu cũng là các đặc điểm nổi bật của Florida, giúp tiểu bang ánh dương mặt trời trở thành một trong những điểm đến hàng đầu tại Mỹ để nghỉ hưu và nghỉ dưỡng. Mặc dù giá nhà ở tiểu bang này tương đối thấp, nhưng nhiều người vẫn lựa chọn thuê nhà thay vì mua nhà, khiến giá nhà cho thuê tại đây tăng vọt. Theo phân tích của Forbes, thì Tampa, Jacksonville và Orlando là những thành phố tốt nhất tại Florida để người ta có thể mua nhà để ở, đặc biệt là để cho thuê lợi nhuận cao. Trong phóng sự này, mời quý vị cùng chúng tôi đi xem, tìm hiểu về giá nhà cả tại Jacksonville, nơi được xem là thành phố lớn nhất tiểu bang Florida. Căn nhà này là 1.500 square feet, 3 phòng, 2 nhà tắm. Ở sau nó có hồ bơi nữa. Thì đó, nhà này coi như vô có thể ở liền. Còn nếu mà muốn mà update thêm thì có thể thôi, nhưng mà đó, vô là ở liền thôi. Anh Hiệu Nguyễn, một người đã sống hơn 30 năm tại Jacksonville và có thời gian 6 năm làm công việc buôn bán nhà, đang giới thiệu về giá nhà tại thành phố Jacksonville. Căn nhà đang được nói tới, rộng 1.500 square feet, có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, có hồ bơi, có thể vào ở ngay, được kêu giá 279.000 đô la. Theo anh Hiệu, thời gian trung bình để bán một căn nhà như thế này chỉ trong khoảng một tuần kể từ ngày căn nhà được đưa ra thị trường, và cũng đã không còn chuyện người mua trả giá thấp hơn giá được đưa ra mà phải trả lên. Nhưng đôi khi người mua trả cao đến 15 thậm chí 30 ngàn vẫn không thể mua được bởi sự cạnh tranh gay gắt. Bây giờ là coi như là bỏ một ngày là coi như là rất là nhiều offer, rất là nhiều người trả giá, mà bây giờ không phải là trả giá xuống mà trả giá lên, mà thậm chí á trả hơn 15.000, 30.000 cũng mua không được. Dạ, tại vì cạnh tranh nhiều quá. Một căn nhà có thể là 30 cái offer, 40 cái offer. Dạ. Đây là cái căn nhà thứ nhì mình đi coi. Thì cái căn nhà này nó 1.100 square feet, cái giá của nó là 228.000. Dạ. 3 phòng, 2 nhà tắm. Đi vào trong. Thì cái nhà này thì người ta đang ở cho nên có đồ nội ngoại thất ở trong. Thống kê cho biết giá nhà single house trung bình tại Jacksonville là 210.000 đô la, nhà condo là 135.000 đô la, giá thuê trung bình là 1.350 đô la. Tốc độ tăng trưởng công việc một năm là 3.2%, tăng trưởng dân số 5 năm là 8%. Tỷ lệ thế chấp cố định trung bình 30 năm hiện nay đang ở mức thấp dưới 3%. Và cũng như một số tiểu bang khác, việc mua nhà hiện nay đang có sự cạnh tranh khốc liệt do số lượng nhà bán ra ít hơn nhu cầu người muốn mua. 228.000. Dạ, 228.000, 3 phòng, ngủ, 2 nhà tắm. Dạ. Gọn gàng sạch sẽ, cũng có 2 garage luôn, 2 chỗ đậu xe ở trong. Cho nên cái nhà này nó sẽ bán rất là lẹ. Multiple offer. Cô Tina Phạm, người được xem là broker Việt Nam đầu tiên ở Jacksonville, cũng cho rằng trong khoảng 5 năm trở lại đây, số lượng người từ nhiều tiểu bang khác như New York, Virginia, Minnesota, California dọn về mua nhà tại thành phố Jacksonville ngày một nhiều hơn, bởi giá nhà còn tương đối rẻ, dễ mua, dễ sống. Bên cạnh nhiều hãng xưởng mở ra tạo thêm lượng lớn công ăn việc làm cho người dân nơi đây. Từ Cali, từ Virginia, New York, Minnesota là đều muốn dọn về Florida hết. Thành ra theo kinh nghiệm của em là chỉ có mình anh em thôi, mà đã nhiều người đó thì em nghĩ còn bao nhiêu người khác mà muốn dọn về đây nữa.
Theo cái thống kê của National Association of Realtors thì trong khoảng 5 năm vừa qua thì cái real estate market nó lên khoảng 10%, nói trong 5 năm, nhưng mà khoảng 3 năm vừa qua, 2 năm vừa qua thì khoảng ít nhất là consistently từ 6-7%. Hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi tour cái một trong những cái khu mà rất là hot của thành phố Jacksonville. Cái khu này là cái khu Tamaya tại trung tâm Southside, chính giữa thành phố Jacksonville. Thì căn nhà mẫu đầu tiên của mình đến là căn nhà model của nó là gọi là Serena. Thì cái nhà này nó được build khoảng 3 năm trước là model home. Và cái square feet thì cũng không có phải là nhỏ lắm, nhưng mà nó rất là tiện lợi tại vì nó nằm giữa khu trung tâm của Southside. Thì khoảng 2.200 square feet. Thì cái base price của nhà này là khoảng 480 là giá khởi đầu. Dạ, giá như khởi đầu. Như vậy là bao nhiêu phòng ngủ, bao nhiêu phòng tắm? Dạ thì mình có thể lựa là 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Wow, dạ. 4 phòng ngủ, 3 phòng dạ. tắm. Với cái giá khởi điểm là 480. Dạ, 480. Nếu như người ta có tiền, người ta mua rồi cho thuê thì có cái người thuê cũng đông không? Very good question chị. Cái next why mà Jacksonville nó hot là tại vì investor, thí dụ như ở New York hay Cali hay Chicago mà họ muốn được cái income mà consistently đó thì họ về Florida họ mua, và especially Jacksonville bởi vì population trong cái real estate market là khoảng 37% là renter. Resident ở đây là renter. Thành ra không có sợ là nhà không bao cho mướn được. Jacksonville là nơi có hệ thống chăm sóc sức khỏe hàng đầu. Dân số tại Jacksonville đã tăng khoảng 8% từ năm 2013 đến năm 2018 và 24% từ năm 2000. Giá trung bình ở Jacksonville ở mức $210,000, rẻ hơn 33% so với các khu vực khác tại Mỹ. Năng suất cho thuê trung bình của thành phố Jacksonville là một trong những mức tăng cao nhất ở Hoa Kỳ. Ok, bây giờ là mình đang đứng trước căn nhà lớn nhất trong cái builder neighborhood này của khu Tamaya. Thì cái nhà này là được floor plan layout là 5 phòng ngủ, 3 phòng rưỡi tắm, với diện tích là 3.500 square feet. 3.500 square feet. Chị Ngọc Lan nhắm đoán với em thử coi khoảng bao nhiêu tiền. Hồi nãy giờ đi coi vòng thì dựa trên đây 720. Đó là mình đã giống như thí dụ mình không phải adjust cái đầu mình lại là theo giá ở đây. Ba gara lận nha. Bây giờ mình này là 2 gara nè, bên này một cái nữa là cái gara thứ 3 nè. Mình có được là 5 phòng ngủ, 3 phòng rưỡi tắm và cộng thêm cái phòng office. Đây là cái office khi mình bước vào nè. Những lý do cho sự tăng trưởng và phát triển đa dạng tại Jacksonville là chi phí sinh hoạt ở Jacksonville thấp so với mức trung bình toàn quốc, thời tiết ấm áp, môi trường kinh doanh thuận lợi và không có thuế thu nhập tiểu bang. Và đó có lẽ là những điều mà nhiều người đã, đang và sẽ nhắm tới để quyết định có nên mua nhà tại Jacksonville, Florida để ở hay để đầu tư hay không.